Hai các bạn thì bắt đầu tuần này mình sẽ nhận lại order live blue crab, tức là cua xanh sống. Thì cua xanh sống hiện tại là mình nhận order cho hai size, một là size lớn, hai là size trung bình. Và số lượng cua mình bán theo thùng, và thùng có hai size. Size thứ nhất là một thùng 25 pound và size thứ hai là một thùng 50 pound. Và mỗi thùng như vậy là sẽ mix, tức là mỗi thùng như vậy là sẽ vừa có cua đực và vừa có cua cái. Và cái thùng mà nhiều cua đực hơn, cua cái ít hơn, hoặc là cái thùng cua cái nhiều hơn, cua đực ít hơn, là nó sẽ tùy thuộc vào mùa. Có thể là tuần này các bạn mua cái thùng đó là nguyên một thùng mà chỉ toàn con đực thôi, chỉ có hai ba con cái thôi, hoặc là có cái tuần các bạn sẽ nhận được một cái thùng có rất là nhiều cua cái và chỉ vài con đực. Thì nó là như vậy, chứ không phải là mình nói như vậy là một cái thùng, ví dụ một thùng 100 con là có 50 con đực và 50 con cái, nó sẽ lộn xộn chứ nó không có chính xác con số là bao nhiêu cái, bao nhiêu đực. Và hiện tại mình chỉ nhận order cũng như bán cua sống này ở khu vực Houston hoặc là những khu vực lân cận mà các bạn có thể đến nhà mình ở Pearland pick up được, chứ mình cũng sẽ không có giao ở Bel-Air như mọi năm nữa, và mình cũng không có bán cua sống này để mà ship xuyên bang. Còn về giá cả, thời gian, địa điểm pick up cũng như số điện thoại của mình để mà liên lạc, do những cái thông tin chi tiết này sẽ thay đổi theo từng tuần, thay đổi theo mùa, nó không có cố định, thành ra mình không thể nào ghi rõ chi tiết ở trong video này được, mà mình sẽ luôn luôn update những cái thông tin mới nhất ở dưới comment trong cái video này, và mình sẽ luôn luôn pin cái thông tin đó trên top của comment. Thành ra nếu mà bạn nào quan tâm muốn mua cua sống ở nhà mình thì các bạn hãy xuống phần comment và tìm đọc những cái thông tin chi tiết này ở trên top của comment nha. Và khi order để mà mua cua sống, các bạn vui lòng order trước ít nhất 1 đến 2 ngày. Và mình chỉ nhận order khi các bạn đồng ý đặt cọc phân nửa tiền cua cho mình trước qua PayPal, Venmo hay là Zelle, để tránh trường hợp như trước kia là có rất là nhiều bạn đặt cua của mình xong rồi các bạn quên, hay là các bạn không đi pick up luôn, hay là tới ngày đi pick up cua thì các bạn nói với mình là các bạn ăn chay nên các bạn không lấy cua nữa. Thì các bạn cũng thông cảm cho mình về cái chuyện đặt cọc tiền cua trước khi mà các bạn lấy cua, là bởi vì đây là cua tươi sống thì mình sẽ luôn luôn lấy đúng cái số lượng mà các bạn chắc chắn order. Nếu mà mình lấy nhiều hơn mà có bất thình lình như trước kia có những bạn không lấy hoặc là thay đổi ý định thì rất là khó cho mình để mà giữ những cái con cua tươi sống, và với số lượng mà mình bán rất là nhiều như thế này. Và thêm một cái lưu ý mà mình mong các bạn để ý cũng như là thông cảm cho mình, đó là cái nghề đi đánh cua phụ thuộc rất là nhiều vào thời tiết, như là mưa nè, gió, lạnh, bão bùng, nhất là vào mùa đông. Khi mà các bạn biết không, khi mà những cái ngày người ta đi đánh cua mà những cái ngày đó nó mưa, nó gió, hoặc là nó lạnh quá, hoặc là có bão, thì người ta sẽ bắt rất là ít cua, hoặc là thậm chí là không có cua luôn. Vì vậy, thỉnh thoảng dù là mình đã nhận order và đã nhận đặt cọc của các bạn rồi, nhưng tới tối trước ngày mà mình lấy order thì bên cua sẽ báo cho mình là họ không có cua, thì mình vẫn phải cancel order của các bạn và hoàn tiền cọc lại cho các bạn vì không có cua. Mong các bạn nghe mình chia sẻ trước cái điều này và thông cảm cho mình, và sẽ không có giận mình nếu có trường hợp này xảy ra. Bởi vì các bạn biết không, cua của mình bán hoàn toàn là cua sống và rất là tươi, tức là bên cua họ bắt cua vào chiều tối hôm nay, là sáng hôm sau mình sẽ giao cho các bạn liền.
thành ra là không bao giờ có cu cũ. Thành ra là vì lý do mà cu luôn tươi sống và fresh như vậy á, thì mình không có mà đoán trước được nếu mà có cái trường hợp thời tiết xấu nó xảy ra. Và mình cũng hiểu là nếu mà các bạn có giận mình thì cũng rất là chính đáng, bởi vì trước đây là khi mà mình bán cua đó thì có rất là nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Bởi vì đa số những người mà order cua của mình, bởi vì mình bán đâu có ít đâu, mình bán là thấp nhất là 25 pound trở lên. Thành ra những người mà order cua của mình đa số là họ đặt cua để mà cho gia đình ăn trong những cái ngày họ có party, họ có tiệc tùng này kia, mà tự nhiên trước đó một ngày mình lại cancel, mình nói không có, thì làm cho họ phải chạy vậy đi kiếm hoặc là làm một cái món khác, thành ra họ sẽ giận. Nhưng mà bây giờ nhân dịp mà mình bắt đầu mình nhận order lại, mình bán cua lại, thì mình cũng chia sẻ điều này trước để mà mong các bạn nếu mà rơi vào trường hợp đó thì hiểu cho mình. Mình cũng muốn là lúc nào cũng có cua hết, mình lấy order rồi mà, mình lấy tiền rồi, mình muốn lúc nào cũng có cua để bán cho các bạn, để mình cũng có tiền nữa. Thành ra cái việc đó là cũng là cái việc ngoài mong muốn của mình, nên mong các bạn nếu mà có trường hợp đó xảy ra thì mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình nha. Và một lần nữa mình xin chia sẻ lại là mình chỉ bán cua tươi sống này ở local, ở khu vực Houston. Mình không có bán để mà ship xuyên bang, cũng như về thông tin giá cả, số điện thoại để liên lạc thì các bạn vui lòng xuống phần top của comment á, mình sẽ pin cái comment trên đó, và bất kỳ có cái sự thay đổi giá nào mình sẽ update ở trên đó để các bạn có thể xem chi tiết hơn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm và theo dõi video của mình, cũng như luôn luôn ủng hộ cái kênh của mình, và sẽ ủng hộ thêm con đường bán cua sống của mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.